sao ta? Nhảy nó kỳ ta. Mấy chị vô trong like em cho xin cho em xin được chia sẻ một lượt thôi, thả cho em nút tim, thả cho em nút like đi cả nhà yêu dấu của em. Mà bữa nay nó có chập chờn vậy, mấy chị đâu hết rồi? Hello, hello cái nhà yêu dấu của em. Hello mấy chị, vô cho em xin like đi mấy chị. Hello, hello mấy chị yêu của em. Chào em cái mấy chị vô là em chào em cái mấy chị yêu. Hố le, hố le. Hố le, hố le.
Hello, chia sẻ cho em đi mấy chị, cho em xin lượt chia sẻ đây, cho xin một lượt chia sẻ để cả nhà yêu dấu nghe, cho em xin một lượt chia sẻ đi, thả cho em nút tim đi mấy chị yêu. Để kiếm cái bịch của bà cố bật leo coi. Chị muốn lên gì comment em lên nha mấy chị. 16 là em nghĩ bé chị bằng vừa đó, không có rộng đâu. Tại vì á bé kia 40 kg mà nó bằng size 20 rồi. Không có rộng đâu nha. Đừng có sợ rộng, em còn sợ chặt. Bé chị bình thường bằng size 13 à. 39. Ngang của nó 38 rưỡi á. 38 rưỡi á. 38 rưỡi 39 đó chị. Cái chân nách á, em đo chân nách là 38 rưỡi 39 á. Nói chung là 39 luôn chứ 38 rưỡi 39 á. Ngay nách là 39, để em coi có nó dài không. Tôi đang ế, tôi đo cho bà luôn nè, mốt tôi làm thợ may luôn. Dài 86 thôi. Dài 86. Dài 86 ngang 39. Dài 86 ngang 39. 38 rưỡi à. 38 rưỡi 39 vậy á. Dài 86. Ok không bà ơi? Ok không? Em thấy được á, em thấy không có lộng đâu. Tại bé kia 40 kg mà bạn size 20 rồi. Cáo đỏ này không đẹp, không lấy tiền đâu. Ba mươi tám rưỡi 39 á, còn dài 86. Dài 86 vậy hả? Ngang bao nhiêu? Hồi chiều mà nói ba ngang em bao nhiêu quên mất tiêu. Để em xem coi. Còn rộng 35 thôi phải không? Rộng 35, dài thì 70 đúng không? Xuống xây nữa là 14 hả? Giờ nó không còn bu 4 đâu. Nó hết rồi. Nó hết 14 rồi. Nè. Cái xây số 10 này là ngang nách 35 rưỡi nè. Cái số 10 này ngang nách 35 rưỡi nè. Cái ngang nách của nó 35 rưỡi á, số 10 á. Cái đang em đang cầm xây số 10 ngang nách 35 rưỡi á. Để em coi chiều dài coi. Bà mua cho bé nhỏ hả? Cái này chiều dài của nó 77 nè. Chiều dài của nó 77 nè. Số 10 á. Em đang cầm số 10 đó là ngang 36, 36 không ta? Hồi nãy nó 36 rưỡi nha. Ngang 36 rưỡi, dài 77. Bà có đo lộn không vậy? Cái số 10 này không là dài đó 77 rồi nè bà.
có nhớ lộn không á cha nội? Cái này là số 10 nè. Em đang cầm cái số 10 đó. Cái này là bạn cũng phải dài dài chứ không phải ngắn đâu. Chị đo lấy cái đầm túi chị đo hả? Chị đo chỗ nào? Chị đo tử dai hả? Chị đo lấy cái đầm túi là chị đo tử dai hả? Bà đo tử dai hả? Cái đầm túi chứ ăn sao nó bị phét mà, còn đầm này ăn sao nó dài mà. Cái đầm túi là đằng sau nó bị phét, nó không có dài mà nó đâu áo dài. Áo dài nó lên thêm miếng nữa, áo dài nó nằm trên đây, còn cái đầm nó nằm xích đây. Cái này là ngang là 36 là bé bà vừa nè. Cái này ngang 36 là bé bà vừa đó, mấy chị lên gì comment cho em lên cho nha. Vậy là bà lấy size số 10 rồi đây. Nè, ngang 35 rưỡi nè, 35 rưỡi nè. Cái này ngang 35 rưỡi nè. Tại cái áo dài á, cái lưng áo dài nó sẽ cao hơn cái lưng áo dài nó sẽ cao hơn cái đầm của mình. Cái lưng áo dài nó sẽ lên tới đây, còn cái đầm của mình nó xích xuống đây nha. Cái này 70 mấy nè, chắc vừa bà. Vậy bà lấy số 10 đi bà. Lấy số 10 đi. Sợ đó không máy thì lấy số 10 đi. Mùi này nó ngắn nè. Nhưng mà cái chiều ngang nó 35 rưỡi 36 rồi. Của chị có chiều rộng nó có 30-35 mà. Vậy lấy cái này là vừa nè. Đúng rồi, chứ cái sợ bự. Mấy bữa thường thường bé bà lấy size 13 không à. Tại mấy bé kia bữa 40kg á, lấy nên em nghĩ đâu. Em nghĩ đâu lấy cái này nó ấy. Vậy em lấy số 10 cho bà nha. Số 10 này có 165 thôi. Nó nằm ở xe nhí 165 hà. Bà nữa. Mấy chị mua gì comment em lên cho mấy chị yêu dấu của em ơi. Đem lên đồ bộ bé gái nha. Nhìn cũng được, miễn vừa là được rồi à. Còn em còn xếp jean xay lạ nè mấy chị. 45kg nè. Chị nào có bé 45kg hốt cho em bộ này đi. 45kg nè, xếp xay lạ. Xếp bé trai á, xay lạ, xanh lạ cho em, lạ cho em 45kg. 220 hốt cho em mấy chị. Mấy mẫu này không hốt tiếc lắm nha, đẹp lắm. 220 cho em. Của bé trai á dễ thương lắm. Này à, bạn mà Tết nè, cho bé mà ví dụ như mình đi chúc Tết này bạn quần dài cho bé phải không? Còn mình thường nhà bạn mấy quần này mà bạn mấy quần sọc này chứ cái mấy áo này coi, không đẹp nhức nách nữa thôi luôn á. Đẹp nhức nách luôn. Xanh lạ cho em. Chết rồi, mạng nó bị gì vậy, mấy chị văng ra nữa. Mấy chị bị gì mà nó văng ra nữa mấy chị? Sao mạng nó cứ văng ra văng vô rồi mấy chị? Phải không, mạng nó văng ra văng vô phải không mấy chị? Em thấy mấy chị văng ra văng vô luôn á. Để mấy chị vô lại đi rồi em lên hàng mấy chị yêu ha. Giờ không biết lên cái gì luôn. Để em sell mấy cái khách ấy nữa chị. Để em sell cho mấy chị nha mấy chị. Có bé cỡ này mua nha. 18kg em đang cầm là 16 18 16kg mấy chị, 16kg.
16 kg bán cho mấy chị 39 ngàn. 16 kg 39 ngàn. Nhận về vải không đẹp không lấy tiền mấy chị nha. Nhận về vải không đẹp lấy tiền 39 ngàn. Xay 16 kg 39 ngàn. Xay 16 kg 39 ngàn cho em. 16 kg 39 ngàn cho em. Màu xanh chuối 16 kg 39 ngàn. Màu xanh chuối, màu xanh chuối 16 kg 39 ngàn. Mấy cái này khách giống như là ấy bỏ ra mấy chị, để đây á, em làm biến. 39 ngàn bộ lon dễ thương, 39 ngàn bộ này em xây 8 kg hoặc 10 kg này nha mấy chị. Lên có 4 kg xanh chuối không chị? Cái này hả? Cái này 16 kg mà, 16 kg chị yêu, 16 kg, 14 kg ha, đem coi còn 14 kg không. Mấy cái này là khách xả ra làm biến đem vô cục thành xay với mấy chị. Đây là biến á. Chị Lê Lê bữa không có bên em một chị Lê Lê bữa hình như có mua bên em một món hai món gì đó mà không cho số điện thoại, không biết đường tìm chị luôn. Không biết đường tìm, không biết đường chốt đơn luôn. Không biết đường tìm, không biết đường chốt đơn luôn á. Mấy chị mua mấy chị không cho em số điện thoại, em đâu biết tìm mấy chị ở đâu đâu. Mấy chị mua mấy chị phải cho em số điện thoại. Em mới biết đường tìm mấy chị không cho em số điện thoại, em đâu biết đường tìm mấy chị ở đâu. Đúng không? Chết luôn á. Em mà mấy chị không cho thông tin, mà em mà tìm được thông tin mấy chị là em không có ngồi đem bán hàng đâu mấy chị. Em đi làm IT. IT tiền nhiều hơn, nói thiệt. Giờ làm IT là tiền nhiều hơn đó. Bộ này 8 kg nè mấy chị, 80 kg. Bộ này 80 kg mấy chị. Comment cho em 39 ngàn cho em. Lon đỏ 39 ngàn. Lon đỏ 39 ngàn. Lon đỏ 39 ngàn cho em. 8 kg 10 kg. Vậy hả? Chị bấm theo dõi em, hoặc là chị kết bạn à, chị bấm theo dõi em á, là em like, là nó chị lên trên đầu like của em á, chị lên trên đầu like em, chị bấm cái nút like, nút ngay chân cái tay em có, nó có cái nút like nè, chị bấm vô, chị bấm thích vô đó, chị bấm vô đó nó sẽ hiện lên chữ thích đó, chị bấm vô đó, chị bấm vô đó cho em, là từ khi em tự nhiên em like là tự nhiên nó sẽ nhảy vô máy chị ha. Bấm cho em đi. 8 kg 10 kg comment cho em, lon đỏ cho em 39 ngàn, lon đỏ cho em 39 ngàn. Ok chị. Bộ này xay 14 kg 39 ngàn luôn. 14 kg 39 ngàn. 14 kg, 14, 15 kg 39 ngàn cho em. 14, 15 kg 39 ngàn. Xanh lá cho em 39 ngàn cho em. Lá comment cho em lá 39 kèm số điện thoại cho em. Cho em số điện thoại luôn đi chị yêu. Tới giờ nữa rồi, nó không ra nữa rồi. Mấy chị lên, mấy chị bấm thích của em đi á. Mấy chị mới không có bị mắc cái đặng em like á, mấy không mắc của mấy chị, không mắc mấy chị không mấy tìm được em. 09 303. Bấm chữ thích, bấm cái hình thích đó đi. Bấm thích đó cho em đi. Rồi xong rồi dạ mạng lúc này nó bị chập chờn đó mấy chị, nên mấy chị cũng thông cảm nha. Mạng này nó bị chập chờn á. Xếp trong quái sữa. Cái này em còn sai đó mà em làm biến lấy ra nè. Còn sai nha, nhưng mà em làm biến lấy ra. Em đang cầm cái size này 25 kg xuống 10 mấy chị. Em đang cầm cái size này 25 kg xuống 10 nha. 99 ngàn nè, em xe cho mấy chị 89 ngàn. 90 á, nhìn xe mấy chị 90 á. Em giảm cho mấy chị 9 ngàn nha. Cái này em còn size đó, nhưng mà tại em làm biến lấy ra, giờ em ở đây em còn cái gì em sale đó. Số 10. Số 10 là tầm 20-25 kg mấy chị. Số 10 tầm 25-26 kg nha. 25-26 kg một cái set chân quấy với một cái áo dây. Số 10 cho em. Size số 10.
em bán cho mấy chị bộ này size số 10 99.000, bây giờ em giảm cho mấy chị 10.000 là còn 89.000. Comment cho em sang 89.000 sang cho em. Hồng số 10 ok chị Yến Như nha. Ok chị yêu. Nè 99.000 nè. Chứ em nói xạo đâu. Em còn sai nữa đó chứ không phải em còn đâu mà em em còn sai đó mà tại em bán vậy á. Tại hàng này khách đặt mà không có số điện thoại á. Ok chị Như Yến nha. Không in ra đơn được luôn. Chưa gửi, để nữa em bỏ vô chung luôn cho. Chưa gửi chị Yến ơi. Sen 89, sen hả? Sen có một cái đó hả? Để em coi còn không. Em còn nè. Sen bao nhiêu ký chị Phương Vy? Bé chị bao nhiêu ký? Bữa tối nay chị làm đây, tối nay chị lấy nhận à, chị chốt đi em bỏ vô cho. Tối nay chị chốt đi em bỏ vô cho. Màu sen đó em giảm 10.000 luôn á. Giờ em giảm với chị 10.000 đó. Hồi nãy em ngu ghê em không chịu lấy em bán luôn. Chị Phương Quy bé chị nhiêu ký để em biết đường lấy chị. Nè em có xây từ 24-25kg á. 24-25kg á. Nói chung là em còn đây cầm đây nè. Hôm này to quá trời luôn á. Số 10 hả? Đem còn số 9 với số 11 rồi mấy chị ơi. Em còn số 10 chị Yến Như lấy rồi. Giờ em còn số 11. Chị Yến Như lấy, chị Yến Như comment trước chị yêu á. Chị Yến Như comment trước rồi. Giờ em còn số 11, số 12 nè. Dít lên size giúp em được không? Em còn số 11, số 12 nè. Không còn 9 luôn. Không còn 9, còn số 11, số 12. 13, 11, 12, 13. Cái này hồi nãy mà em mà xuyên mà em lấy em bỏ vô là em bán 99 nè chứ em đâu bán 89 đâu, nó thiệt. Nó thiệt luôn á. Cái này xây đại mà nãy em xiên em lấy em bỏ vô em đâu có giảm 10 à. Em làm biến á, mình biến bỏ vô á. Đem con lấy sữa coi. Sữa còn số 10 không? Sữa còn số 9 nè. Sữa còn 9 10 nè, có lấy thì lấy. Em vẫn lấy 89.000 luôn nha. 89 giống như 90 vậy đó. 90 á. Đây em còn sữa nè. Sữa này em có 9 với 10 luôn á. Sữa này em có 9 với 10 luôn. Lấy sữa thì em sữa đó cho em đi. Sữa này em có 9, 10, 11 nha. 9, 11 nè. Sữa lấy sữa cầm bên sữa cho em. Sữa cũng đẹp mà 89 ngàn thôi. Lỡ rồi. Bán lý này bỏ vô là bán 99 rồi đâu có bán 89. Làm biến bỏ vô á. Cái cuộn nằm kế bên đây. Lấy sữa cho em đi chị yêu Phương Vy. Sữa em có 9, 10, 11 luôn. Lấy sữa đi, sữa đẹp mà. Bộ này em bán 59.000. 59.000, em đang cầm ở đây là size số 6 mấy chị. Em đang cầm đây là số 6 nè. Số 6 này khoảng chừng 15kg thôi mấy chị, 14-15kg thôi tại cái lưng thun nó làm hơi nhỏ nha. 59.000, 59.000 cho em. 59.000. Cái bộ này sao nó dính mực tí xíu vậy nè mấy chị. Dính mực tí xíu nha, bộ này em bán cho mấy chị. Nó lỡ dính mực tí xíu nha, em bán mấy chị 40. Mấy chị nhìn không ra đâu. Thiệt không, mà mình về mình giặt nó cũng có sẽ có cơ may nó ra nha. Nhiều khi em like nó dơ á, em bán mấy chục mấy chị cái này 40 ớ 30 cho rồi luôn đi. 30 nè, 30 xanh cho em đi. 14kg 30. Tại cái quần ấy nó to nhưng mà quần nó hơi nhỏ bởi vì cái miệng em. Ok ok chị nha. Ok chị Lê Lê 30. Bộ lon đỏ này. Lon đỏ 50, ớ 59.000 mấy chị. Lon đỏ 59 bên em xả cho mấy chị 49 luôn á, em ghét xả 49 luôn. 49.000 luôn. Size này 14 15 kg thôi mấy chị, tại cái lưng quần nó làm hơi nhỏ. Cái lưng quần nó làm hơi nhỏ nha, lon.
50 bộ 59 em lấy mấy chị 50 luôn nha, 59 em đã xả rồi đó. 59 em đã xả rồi đó. Giờ em lấy mấy chị 50 luôn nha, 50. Xem mày 45 kg. Cái áo thì làm bự mà quần nó làm hơi nhỏ. 14 15 kg. Lon đỏ cho em 50. Ok chị. Cái này em có sai á, cái này vải đẹp lắm nha, vải đẹp lắm. 59 ngàn. Cái bộ này bận lên không cưng, không lấy tiền với chị nha, 59 ngàn. Hình như cái này em có sai từ 8 kg lên bao nhiêu ký để em coi. Cái bộ đó em còn sai. Hình như em còn bộ xe nhỏ đằng gỗ hay sao. Năm mươi chín ngàn em có xây từ 14 kg lên tới 20 kg. 14 kg lên tới 20 kg. 59 ngàn đi. 59 ngàn xám cho em. 59 ngàn xám. 14 kg lên tới 20 kg. Xám cho em 59 ngàn xám. Cái bộ xám này chị bận mà không đẹp không lấy tiền với chị nha. Trời ơi nó may gì đâu mà câu ghim lum hết. 59 ngàn bộ này mấy chị bận mà con mấy chị bận mà không đẹp nữa, em không lấy tiền mấy chị, đẹp lắm. Cái bộ này lúc đầu là em bán 89, 99 đó mấy chị, nhí 89 đại 99 á, giờ em bán cho mấy chị có 59 ngàn là em lỗ, bộ này em lỗ rồi đó. 59 ngàn cho em, 59 ngàn xám cho em 59. 14 kg lên tới 20 kg nha, bộ này em có 14 kg lên tới 20 kg. 59 ngàn xám cho em. Bộ cargo dễ thương không mấy chị, quần quấy á đây. 59 ngàn luôn mấy chị, 59 ngàn luôn, 59 ngàn luôn. Em có xe tới, em có xe từ 8 kg lên tới 20 kg. Nhưng mà cái này còn lẽ sai, mấy chị cứ comment đi, cái nào em còn sai sẽ báo cho chị. 59 cargo luôn, hôm nay 49 đi. Cargo này 49 luôn á, 49 ngàn cargo nha. 8 kg lên tới 20 kg, cargo cho em. Cargo cho em. Cargo 49. Cái đầm này số 10 nè. Em làm biến dụng vô sai mấy chị. Cái đầm này số 10 mấy chị. Cái đầm số 10 này em xe cho mấy chị 49 ngàn nè. Cái đầm số 10 49 ngàn. 49 ngàn quải không đẹp lấy tiền mấy chị nha. Hàng của Sumi đàng hoàng. Hàng của Sumi đàng hoàng nha. Không có amateur nha. Đầm này số 10 em đang cầm số 10 nè. Em bán cho mấy chị 49 ngàn nè. 49 ngàn cho em. Xanh 49 cho em. Xanh 49 số 10 nha. Xanh cho em. Xanh số 10 cho em. 49 ngàn. Ok chị Yến Như. Ok chị Yến Như nha. Thanh Kiều chị yêu. Em làm biến bỏ vô sai á chứ không vấn đề cho mấy chị. Không có vấn đề gì đâu. Nó có vấn đề đâu. Cái tàu mà mua mà giống như kiểu không có cho em số điện thoại á, cứ để đi hoài nên em ghét em. Em không thích á, chứ em cũng không phải là ghét, em nói ghét là không phải em ghét mấy chị đâu. Mấy chị cứ mua, ví dụ mấy chị nhiều khi mấy chị mua mấy chị cũng muốn lấy hàng, nhưng mà tại vì nhiều khi mấy chị bận cái gì đó mấy chị không nhận được á, mấy chị không quên cho số điện thoại, mấy chị quên luôn Facebook của em á. 49. Chứ không phải em nói ghét là em ghét mấy chị ha, không phải ghét mấy chị đâu.
bình thường mấy chị đâu sao đâu. Hàng còn nhà em mà nó không sao đâu nha. Số 6 nè, một cái bộ đồ số 6 dễ thương nè. Số 6 này tầm 15-16kg. Số 6 này tầm 16kg mấy chị nha, 15-16kg nha số 6 á. Số 6 này em xe cho mấy chị. Cái bộ này, bộ này bữa hỏi em bán 99.000 á, 99.109 á, 99 bữa nay em giải cho mấy chị 19k80 nha. Không ai bán mấy chị bộ tơ này, xích móc này 80 đâu, 80 cho em. Cam 80 cho em, 16-17kg. Xem không được vào dân gian. Ồ, số kỳ vậy ta. Mạng nó đang bị chập chờn á mấy chị. Mạng nó bị chập chờn bởi vì mấy chị lỡ nó có văng ra, mấy chị đi vô giúp em ha. Nó văng ra mình đi vô. Biết Facebook nó nản rồi, nó không văng mình ra nữa đâu. Facebook nó nản rồi, nó không có văng mình ra nữa. Đây cái bộ này khoảng 14-15kg. 14-15kg mấy chị. 14-15kg, bộ này em sale cho mấy chị 49.000. Bữa mới bán 59.000, 59.000 là sale nha. Bữa nay em 49.000 luôn. 14-15kg 49.000 luôn, đỏ cho em. Đỏ cho em. Đỏ 14-15kg 49.000. Cái bộ đỏ này vải đẹp lắm mấy chị. Bộ đỏ này bữa lúc đầu em bán là 89.000. Sao em xả còn 65.000 nè, bây giờ em xả 49.000. Bữa mới bán 59 nè, xả 59 nữa nè, em xả 49 luôn, đỏ cho em. Kỳ ta, sao đi vô mà văng ra ta, kỳ, buồn cho. Buồn vã cho cuộc tình nha. Xem được chưa cả nhà yêu dấu của em? Xem được chưa? Xem được chưa cái nhà yêu dấu? Cái bộ này đẹp quá mà sao không ai lấy giùm em hả? Em sale có 89.000 nè. Bữa em bán 99 mà tại nãy có một bộ cái em làm biến mấy cái không chịu không, không em không ấy nè, lấy cho em đi. Có 89.000 nè. Trời em giảm 10.000 rồi đó. Nãy em làm biến em bỏ vô cho nên em thốt ra. Em thốt ra thốt vô. Muốn tụt quần luôn. Đây. Số 9 cho tới số 10-11. Em có 9-11 rồi chị. 89.000 nè, bộ này 99.000 của em á. Mà em sao 89 đó, sửa cho em. Sửa. Nè, bộ này tôi sale 49.000 nè bà. Bặn mấy cái này cho mấy bé, bặn cái này đi, về mấy bé bặn đẹp đã lắm. 14-15kg nè. 49.000 bữa 89.000 cái xả 65.000, mới bữa bán sale 59.000, bữa nay bán 49.000 luôn. Đỏ cho em, bộ này nhận vô không đẹp không 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 ấy đó. Bộ đó vải đẹp cực, đúng rồi cái bộ. Cái bộ mà chân quái đẹp lắm, vải đẹp lắm. Đâu quay đẹp lắm, vải nhức nách luôn. Hồi nãy em làm biến cho nên em bán cái giá đó. Đỏ nè. Đây, bộ này xây em đang cầm là xây 10kg nha. Xây 10kg, một cái chân quấy với một cái áo 10kg. Chị nào lấy em lấy với chị 30. 10kg, 30k. 10kg, 30. 30 cho em. Mỗi chân quấy xịn sò nha. 10kg, 30.000. 30.000 cho em. 30.000 cho em. 30, cảm ơn cho em 30. 30 kèm số ký cho em. Cái bộ xanh chuối này cũng đẹp mà mấy chị. Cái này 14-15-16kg là mang vô tư mà. Cái size số 6 nè, 14-15-16kg mang vô tư. Bộ đỏ không có size lớn hả bà Mai? Bộ đỏ nào? Bộ đỏ nào? Bộ đỏ này hả? Không có size lớn. Cái bộ này là 14-15-16kg là mang vô tư mấy chị. Ví dụ 16kg đổ lại, 14kg đổ lên là mang vô tư nha.
Bộ này em bán với chị 39.000 luôn nè, xanh chuối nè, mua để dành cũng được. Ví dụ như về bạn lớn rộng quá để dành tháng 2 tháng nữa con, bạn cũng vẫn vô tư nha. Em bán rẻ mà 39.000. Rồi bên cho em 39.000. Tám ký, 8 ký, 10 ký á mấy chị, 8 ký, 10 ký á, bộ này phom to lắm nha. 8 ký, 10 ký á, em còn có một bộ nè, lê lê 39, ok. Trời ơi em, để dành đi, không có khi nào được bán rẻ hay đâu. Để dành đi, 8 ký, 10 ký nè, sợ chặt thôi chứ sợ rộng gì, rộng mua để dành, sale rẻ mà. Cái bộ này em bán 39.000 nè, 8 ký, 10 ký, 39.000 cho em. 8 ký, 10 ký, 39.000 cho em. Bọn một quần ống rộng đẹp 39, có gì chị, em mới vào 39 hả? Nó có size size á, đem em báo size cho. Cái bộ đẹp ta nè, 39 là nó có 10 ký nè, bé mà bằng được không? Nè, 49 là bộ này khoảng chừng 14-15 ký nè, 49 nè. À đúng rồi, 14 thì mua 14-15 mà trừ hao được rồi. Bộ đỏ này em bán 49 nè, 14-15 ký, 49 nè. Cái bộ này em có xây từ 8 ký lên tới 20 ký nè. Cái bộ này em có 8 ký lên tới 20 ký nè. Em xây 49.000 luôn nè, 49.000 luôn, caro cho em. Cái này em có số 7 luôn á, em có số 7 luôn á chị Minh Nhật, có số 7 luôn á. Đây dễ thương không? Có 49.000 mấy chị bằng lần hay lần mấy chị bỏ không được nữa chị. Thiệt luôn á, nó đẹp nhức nách luôn á. Caro, tại vì mấy này mấy khách mua mà không cho em số điện thoại á. Rồi em để cũng cả tuần nay, hai tuần nay rồi. Caro cho em 49k. Caro có số 2 đến số 7 luôn á, 49k cho em. Bộ này em có xây từ 13. Ok chị. Vậy chị lấy 2 cái nha, em chọn cho bà 2 cái nha. Em chọn cho bà 2 cái nhất nách luôn nha. Đây em có xây từ 14 kg lên tới 20 kg nè. 14 kg lên tới 20 kg, bộ này em sale 59.000 nè, 59.000. Bộ này bữa em bán 8999 mấy chị. Nay 59. 59.000, không đẹp lấy tiền chị, nhận về đi không đẹp lấy tiền nha. Bạn mấy này bé nhỏ nhỏ, bạn mấy này cưng lắm. Nó thiệt luôn á, 59.000. Mấy chị bỏ ra 59.000 ăn tô phở xong mấy chị. Mua cái bộ đồ cho con mình. Nhịn ăn tô phở đi. Mua đồ cho bé nha. Thiệt luôn mấy cha. Đây nè, em tặng bộ này luôn nè mấy chị, 10 ký nè. Chị nào có bé 10 ký comment cho em đem tặng cho nè, 10 ký. Tặng 9.000 đi, tặng không đồng nhiều khi mấy chị không lấy đâu, 9.000 đi. 10 ký, 9k thôi, 9k, 10 ký, 10 ký cho em. Bé nào, chị nào có bé 10 ký thì comment lên em, 9k thôi, 9.000, 9.000 đồng. Có 9.000 đồng á mấy chị, bộ đồ không 9.000 đồng á, thấy ghê nha. Chó vui vui thôi nha mấy chị, chứ không có bộ đồ nào bán 9.000 đâu. 10 ký, 9.000 cho em. 10 ký, 9.000 nè. Không mua luôn, 10 ký, 9.000 không mua luôn. Buồn dễ sợ luôn. Đầm này hơi phơm hơi to nha. Cái đầm này số 8 sẽ nó bằng số 10 của người ta đó. Khách đặt rồi mà em nhắn tin qua cũng được á. Nên em lấy em bán rồi, cái này bằng số 10 của người ta nha mấy chị nha. Số 8 nó to lắm nha. Cái đầm này phơm nó to lắm. Kiểu bà Mai muốn mấy bộ này ra đi hi hi bán đã tặng rồi. Tôi ghét nó, tôi cho nó ra đi luôn rồi. Tôi cho nó đi luôn mà bán đã tặng 9.000 mà giờ không ai mua luôn á, lẽ giờ tặng không đồng luôn á chứ. Muốn cho đi luôn cả, xúc xích đó ra.
trục sức nó ra khỏi nhà tôi bởi. Cái số 8 này là bằng số 10 của người ta nha mấy chị nha. Cái form này to nha, số 8 là bằng số 10 của người ta đó. Cái này khoảng chừng 25kg nè. Số 8 này 25kg nha mấy chị, form này to lắm nha. Cái form này to đùng luôn nha. Tại khách em mua rồi nên em biết ở form này to nha. Số 8 của nó bằng số 10 của người ta nha. 25kg, em đang cầm là 25kg nha. Cái đầm này 110.000, bữa nay em bán cho mấy chị cái đầm này 100.000 nha. Em bán cho mấy chị 100.000 cái đầm này nha. 100.000. Cái đầm này bếp chị bận không xịn sò nữa là chịu thua gì cũng thua. Cái đầm ở sau dây kéo, ở trước nơ. Còn cái bông này nè mấy chị, là làm nguyên cái bông luôn. Dễ thương lắm mấy chị, mấy chị nhận cái đầm này về đẹp lắm. Thiệt em không nói giống mấy chị đâu. Cái này là khách đặt rồi đó, chứ không phải đặt đâu mà em lấy về nhà nè, không biết nữa. Không biết mấy bà kiện, mấy bà có chửi em không thì không biết nha. Đây, số 10 nè, số 8 này là bằng số 10 của người ta nha. Em đang cầm là cái này là 25kg nè. 110 nè, bây giờ em bán cho mấy chị 100 nha. 100 nha. Tại em làm biến dục vô sai thôi. Tại vì em đặt sai rồi, giờ em làm biến dục vô mấy chị, cho nên em mới bán cho mấy chị giá đó thôi chứ. Chứ đầm em bán em là ít lắm luôn á. Thiệt luôn. Cái đầm này đẹp lắm luôn á. 100 ngàn cho em. Giờ tới bán cái gì mà nói với tôi nghe thử đi. Nói cho tôi nghe thuộc cuộc tình hành trình của mình coi. Buồn ghê á. Bán còn bị ế nữa. Bán còn bị ế nữa. Mấy chị lên cái gì mấy chị comment cho em lên cái mấy chị. Cho Mai Nguyễn, nói cho Mai Nguyễn cái Mai Nguyễn lên cái cho nó đẹp chợ địa rồi. Sao bộ rồi đẹp bà gì nè, quên bà tên bấm tiêu. Cái bà Quy bà quên. Cái gì bà Quy bà Lê vậy đó. Cái màu sữa này đẹp muốn chết luôn nè. Cái màu sữa này là em đảm bảo với mấy chị nha. Cái đầm màu sữa này, cái chân quế màu sữa này không đẹp là không còn cái gì đẹp nữa luôn. Thiệt. Bây giờ em giảm 90 ngàn chứ ngầm ơi là em bán lên 99 ngàn đó. Em cũng khùng lắm. Bộ đồ này bán 59 ngàn nè. Một bộ đồ ở nhà dễ thương nha, 59 ngàn. 59 ngàn cho em. Em còn size 8kg lên tới 22kg. 8kg lên tới 22kg mấy chị. Phom này phom dài dành cho mấy bé mà cao cao mặn cũng đẹp lắm nha. Mấy bé mà cao cao mặn đẹp lắm nha. Em có 8kg lên tới 22kg, 59 ngàn. Bữa em mới size 59 ngàn, size đại nhí 59 bữa nay em bán 49 ngàn. Còn size nhí này em bán 49 ngàn nha. Cảm ơn dâu cho em 49. Dâu gấu cho em 49, bộ đồ này không đẹp, không ăn tiền mấy chị nha. Về bạn nhà mát mẻ cho con lắm mà bạn đẹp nữa. Mà mát nữa nha, 49 nha. 49 kèm số ký cho em đi. Mệt quá. Nói mấy câu mệt ghê. 49 ngàn cho em, kèm số ký cho em, 49 ngàn. Bộ này không đẹp lắm đấy tiền mấy chị đâu. 49 ngàn, bộ này bữa em bán 89 ngàn á. Em mới sale đây 59 ngàn, có xe đại. Bây giờ em sale mấy chị 49 ngàn. 49 ngàn cho em. Ok chị. Có số 7, số 8 chị lấy số 8. Chị Trinh Trần lấy số 6 hả? Ok chị. Hello chị. Chị Trinh Trần số 6 nè. 49 ngàn. Trinh Trần. Ok chị. 49. Chị Cẩm Nhung số. Ngày mai em chốt. Mấy chị nào khách lạ ngày mai em chốt. Còn mấy chị khách quen thì em để một ngày hai ngày. Tại khách lạ chưa có biết. Chị Nhung ơi, em lấy chị số 7 hay chị Nhung ha. Ô chị Cẩm Nhung em lấy chị số 7 ha. Mình thường mình mua số mấy chị Nhung em quên mất tiêu rồi. 20kg ha, 20kg lấy số 7 được rồi. Cái phun này phơm nó 49 ngàn. Ok chị Nhung nè. Giờ mua lựa giúp em luôn đi. Giờ em còn 2 bộ nữa mấy chị.
Em còn số 2, số 8 là mấy chị ủng hộ em luôn đi. Em còn 8kg với bộ 22kg nè. Bộ 8kg với bộ 22kg hốt cho em luôn đi. 8 đi chị, hôm bữa vừa. À vậy hả, số 8 nha. Số 8 hôm bữa vừa. À quên quên, số 8 chị Nhung coi. Bé bà cao. Đồ bộ nào xịtin. Xịtin hả, nhiều lắm. Xịtin thì nhiều nha. Em còn 8kg với em còn bộ 20kg mấy chị. 8kg với 20kg 49.000 rồi. Hốt cho em đi mấy cả nhà yêu dấu của em. Bộ xịtin hả? Xịtin có á. Có. Có, xịtin có chứ. Ai dạ. Em ghét cái chỗ cục này ghê luôn á. Thì chứ em nóng cái chỗ này ghê luôn. Bực bội ghê luôn á. Nó đổ xuống đây hoài ha. Đây không có đồ gái với đồ gái nè. Đồ trai không à. Ngầm ơi, chắc em dọn vô hết cái này, em cục vô xài hết. Xì tên thì có mấy bộ tơ nè, xì tên lắm. Mấy bộ này là bánh bèo lắm mấy chị. Bánh bèo nha, em đang cầm là size số 8 á. Bánh bèo lắm, mấy chị nhận bộ tơ của em về, mấy chị không ưng chỗ nào trả cho em. Nghe không ưng cái bộ tơ cho của em chỗ nào mà trả cho em. Em đang cầm size số 8 nè. Số 8 này 20kg, 22kg đủ lên. Tới 30kg nha. 90-100. 90-100 mấy bộ tơ này. Chị em không mua được mấy bộ tơ này. Mấy thí phí tuổi thơ của mấy bé nha. Xích móc. Hàng xích móc không có đáng tiền đâu mấy chị. Hàng xích móc không có đáng tiền nha. 90-100 cho em. Hàng xích móc nó đã đáng tiền rồi mấy chị. 90-100 cho em. Mã số 1 cho em. Số 1 cho em nha. 90-100 số 1. Mã số 2 cho em. Mã số 2 em có số 10. Em còn số 10, số 12. Là bộ 25kg và bộ 30kg. Bộ 25kg và bộ 30kg đó chị. Cái mã này là em bán mua hết rồi đó. 110.000. 110.000 của em. 110.000 cho em. Mà comment cho em mã số 2. Cái, mấy cái bộ này không đẹp, mấy chị không ăn tiền mấy chị. Có phát bự hơn nữa. Bự không. Bự hơn hả? Bự hơn, bự hơn, bự hơn giờ. Bự hơn có chị yêu. Comment cho em mã số 2 đi. Cái bộ đó comment cho em mã số 2 đi. Đây, bộ này em bán cho mấy chị 100.000 nè. Bộ này không đẹp không lấy tiền mấy chị nha. Không đẹp em không lấy tiền mấy chị. Nhìn sang trọng chưa? Nhìn sang đẹp chưa? 100.000 luôn. Em lấy mấy chị 100.000 thun cô tông coi giảm 4 chiều. Vải không mịn không đẹp mấy chị gửi em. Kiểu không xì tin mấy chị chửi em. Về không? Bữa nay nói chuyện văn nho dữ người ta. 100.000 comment cho em. Em có size từ 24kg, 24kg lên tới 35kg, 24kg lên tới 35kg không đẹp lấy tiền mấy chị nha. Về mấy chị gọi chắc vải đẹp lắm. Thiệt, mẫu này mới về của em á. Đây, cái tay mấy chị làm thấy cưng không? Cái tay này vặn vô cưng cực kỳ luôn mấy tay này nè. Thun này làm đẹp lắm. Đây. Cái này không phải là thiêu in đâu mấy chị. Thiêu, nó cũng phải thiêu luôn. Nó chạy luôn, viền lé lên đây luôn nè. Rồi, cái bộ đồ nè, mai em bao mấy chị đường từng đường kim mũi chỉ luôn nha. Sắc xảo bộ đồ này, mấy chị nhận về mà, mấy chị mà xem đường kim mũi chỉ nó mà amateur mấy chị. Kêu em, mấy chị gửi cho em. Thiệt, đường kim mũi chỉ của nó đẹp nhất nách luôn á, thiệt. Mấy chị mua mấy cái hàng của Cinnamon này mấy chị. Hàng kit tay nè mấy chị.
hàng kata nè, mấy chị khỏi lo vấn đề đó, đẹp lắm, xì tin xì tay. Cái bộ này không xì tin, không bộ nào xì tin ở đâu nha mấy chị nha. Đây bộ đùi nhưng mà nó xì tin lắm, mẫu mới về của em đây, hốt đi mấy chị, em bán cho mấy chị 100 thôi. Cầm minh cam cho em đi, thôi cầm minh mã số 3 cho em đi, mã số 3 cho em đi, mã số 3 cho em nha. Rồi mã số 3 không mấy chị, cái mạng nó có bị gì không vậy mấy chị, hay mấy chị có cầm minh cho em không vậy, cái mạng nó bị gì vậy? Cái áo phát bữa bị nó bị chặt hay là chị bị chặt hay bị gì, thì Tường Vy nó có bị chặt không hay là bé vừa không, nó có bị chật không? Áo không dục đây, bộ đậu này mấy chị em có chung đại, bộ đậu này em có chung đại nha. Trời ơi, bộ đậu nhìn dễ thương quá, 95 105, 95 105 nha. Em có size từ 16 kg, 16 kg lên tới 40 kg, 16 kg lên tới 40 kg mấy chị, dễ thương quá. Một cái bộ màu đậu nè, đùi mà đậu dễ thương quá trời luôn, in phủ toàn cái quần luôn, không phải là màu mà in phủ toàn cái quần luôn mấy chị. Màu đậu cho em, màu đậu cầm in cho em mã số 4 đi, mã số 4, 95 105, 95 105 mấy chị. Áo phát số lớn hả, 95 105, nó bị giật giật cái gì vậy mấy chị, thiệt luôn á. Cái máy này không biết nó có bị gì không đây. Có á chị yêu, có em có xây lớn á, để em theo khác em mới nhớ nè. Lấy cho bà chị em mà em quên. Áo phát size lớn có, để em lấy cái size lớn cho chị xem. Dạ mạng em bên em nó cũng vậy đó, không phải mạng yếu đâu, mạng lúc này đó, nó bị chập chờn mấy chị. Cá mập cắn á. Nó bị cá mập cắn á nha mấy chị. Cắn đứt 3-4 giây gì đó. Rồi sớm em cũng mới kêu bên FPT, em bên mạng nó lại làm lại cái trang của em rồi đó, mà nó còn vậy á. Áo bữa hơi nhỏ hả? Nè, có cái áo này bự nè. Dạ chị, nè cái áo này bự nè. Nhưng mà vải nó không bằng cái vải áo bơ đó, nó không có bằng vải áo bơ đó. Cái này thì bự nè. Cái này thì bự nè. Đó, cái này thì bự nè. Cái này là size 20 á. Cái này là size 20 đó. Lấy cái này đi. Cái này là em bặn mà còn rộng rinh luôn á, em bặn rộng rinh luôn á. Bữa đó em tính lấy cho chị cái này nè. Nhưng mà em thấy nó không có đẹp bằng cái bơ, cho nên em mới lấy cái bơ cho chị đó. Nhỏ thì để em đổi cho, ăn sao nó cứ in hình đẹp nè. In hình đẹp nè, thấy không? Nhỏ thì để em đổi cho chị yêu. Vậy là chị chỉ lấy cái áo bờ đó mới có size thôi, áo bờ đó còn size thôi chứ không còn cái nào ở đâu. Áo này không biết bữa bán nhiêu luôn á, 130 chiêu, 130 thôi, cái áo này 130 thôi, thích thì cảm ơn cho em nha. Cái áo này em có size từ số 10 cho tới số 20 á, 10 cho tới 20 nha, là 25 kg lên tới 42 kg, 25 cho tới 42 nha, 42 là em trừ hao rồi đó mấy chị. Thiệt, 42 là em trừ hao đó. Em 52 kg mà em bận vô còn gọng ginh luôn á, là em trừ hao rồi luôn á. Áo phát mấy chị, mình cũng nên mua nhiều, mua nhiều vài cái cho bé rận thay đổi mấy chị. Dù này thì đẹp nè, mà nó không có sai bé chị chứ. Cái này thì vải, vải dù này thì nó hơi mỏng nha. Vải dù này thì nó hơi mỏng, nó hơi mỏng. Nhưng mà em nghĩ bận chắc sẽ mát. Nó hơi mỏng nhưng bận nó sẽ mát. Còn không là chị
Dạ còn không á, chị lấy cái áo chị đo, chị đo cái áo phát mà bé nào bạn bé, bé ở nhà bạn vừa đó, chị đo cái nách quanh đây, từ bên đây qua đây cho em đi, chị đo cái nách cho em đi, rồi ở đây em chị để cái nguyên cái áo xuống vậy nè, chị đo bằng cái thước á, cái vải đó thì phải dù, vải dù thì vải nào nó cũng như vải nấy à chị, dù nhưng mà dù đó thì dù mỏng bặn nó sẽ mát nhưng mà hình nó in nó đẹp, nhưng mà chắc vải thì nó không 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 được, không được cao cấp lắm, nhưng mà vải thì bình, vải thì cũng được nhưng mà không không có được cao cấp lắm. Còn cái này mới đẹp nè, nhưng mà chị phải phải đo cho em, ý là chị phải đo cho em, không đo cho em là em không không có lấy được đâu, mất công rồi đổi chị đổi tới đổi lui, không phải đổi tới học, chị không có ngại, chị không có đổi á, rồi cái mất công đổi tới lui em không có sợ, em đâu có sợ phiền đâu, em sợ mấy chị phiền mấy chị thôi chứ em đâu có sợ, em ngồi ở nhà em đổi thôi, em đâu có đi đâu đâu. Cái này là Quảng Châu nè, vải Quảng Châu này thì bao đẹp nè, Quảng Châu này thì bao đẹp nè, nhưng mà em sợ không biết có bé chị không, chị cứ đo cái chị bỏ cái em bạn size nhỏ nhất mà vừa nè, nó còn cái size tới 3X không ít lần, mấy chị không đổi cái mấy chị bé, mấy chị ngại mấy chị không đổi á, cái để đó hoài cái bé bạn không được bao nhiêu lâu hết trơn, cái là mình phải mua cái mới rồi. Bởi vì em kêu mấy chị về đà, mấy chị đo gì nè, mấy chị để nguyên cái đôi áo vậy ha, mấy chị đo cái nách từ bên đây qua bên đây cho em, rồi nhắn cho messenger cho em, ở đây em đo cái nữa là em lấy ra cho mấy chị ha, là ok. Áo phát này em có từ 25 cho tới 40kg mấy chị, 169.000 áo phát Quảng Châu nha, không đẹp không lấy tiền, không đẹp không lấy tiền, áo phát Quảng Châu này đẹp lắm, nhưng mà chị phải đo cái nách bé cho em đi, chị đo cho em đi, rồi em lấy cho ha. Mấy bộ tơ này là vải đẹp nè, bao đẹp, 90.000 thôi, dây 90, cái này em có size 9, 11, 12, 13, 9, 11, 12, 13 mấy chị, riêu cho em, riêu, mã số 5 cho em, riêu mã số 5 cho em, 90 thôi mấy chị, mấy bộ tơ này mấy chị nên mua cho mấy bé về bạn thoải mái đó mấy chị, mã số 5 cho em. Em lấy vàng cho chị nhưng mà với điều kiện và chị đo cho em đi, để về cái không vừa nữa, cái chị ngại chị không mấy cho em, chị đo được không, chị đo giùm em đi, cái áo này bé đang bận vừa ở nhà, chị đo nách bên đây qua bên đây đi giùm em đi, chứ cái áo bơ đó bữa em bận cũng vừa đó, chứ cái áo bơ em bận cũng vừa đó, cho nên em mới lấy cho chị đó chứ, mà gút ruột nó hơi nhỏ nữa, bởi vì chị đo cho em đi, em sợ nhỏ nữa quá. Đây xanh cái chị không, chị ngại chị không đổi á, cái mấy chị để bận đâu có được bao lâu đâu, em ngại vấn đề đó, đo giúp em đi chị yêu của em. Em có 8kg mấy chị, 8kg lên tới 40kg nè, 8kg lên tới 40kg, 40kg hơi vừa vừa thôi nha, 40kg vừa vừa thì mang được, 40kg tròn quá mang không được, 40kg vừa vừa thôi. Tám chín 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 mấy chị, 89-99 nha, là bên trên xanh trên đây 89-99, bộ này bạn đẹp lắm, hàng của chiếc tay á, đẹp, vải đẹp lắm, xanh cho em 89-99 mà thôi, bộ số 6 cho em đi, rồi mình số 6 cho em đi, số 6 cho em không có dây lấy lại đi chị, lấy đo, không có dây chị lấy tay á, chị lấy tay chị đo ngang bao nhiêu gang tay của chị á, chị đo ngang gang tay của chị á. Chị lấy cái gang tay của mình á, chị đo ngang cái gang tay của mình á, đâu cần không cần không có dây thì lấy gang tay của mình đây nè, cái size lớn nhất của nó nè, đem đo thước thử coi, lấy thước đem đo thử coi, bốn mươi bảy không, áo này em nghĩ vừa, chiều ngang của nó tới 47 nè, 47 là em nghĩ vừa đó, tại vì thường thường mấy cái áo mấy bé 40kg á, mấy bé mang có 44 à, 44 43 44 là mấy bé mang vừa rồi, mấy bé tròn tròn đó nha, còn này tới 47 lần chắc là nghĩ vừa á,
Em lấy cho chị cái này nghe chị Trường Quy, 169 ngàn, đẹp á. Cáo này thì đẹp nè, hàng Quảng Châu thì nhiên nó đẹp rồi. Cái này nè, xưởng nó kêu bán tới 55 kg lận á mấy chị. Nhưng mà em không dám bán 55 luôn á. Ok chị yêu, bộ mạng nó bị văng ra văng vô hoài hả mấy chị? Kỳ vậy ta, mạng sao nó kỳ ta, hỏi mấy chị không còn người luôn á. Rồi, mấy chị xem gì nữa không? Mạng lúc này nó bị vậy đó. Lấy em bộ, lấy bộ đồ đen ống le. À, lấy luôn bộ đồ đen ống le luôn hả? Lấy luôn bộ đen ống le luôn, số 10 luôn hay sao? Lấy luôn bộ đen ống le luôn ha. Đen sọc hay là đen bình thường? Em có đen sọc nữa nè. Ống le này cũng có đen sọc nữa nè. Đây le nè, em có sọc chứ hồng nè. Ống le nè, dễ thương nè, cái này cũng le nè. Đen nè. Đen nè. 105 115 mấy chị. 105 115 cái mới đồ đẹp nha. 105 115 bữa nay em bán cho mấy chị 100 110 luôn. 100 110 cho em luôn. 100 110 luôn cho em. 8 kg lên tới 38 40 kg luôn á. Đen. Hồng, thích nào cầm minh màu đó cho em. 100 110 luôn. Bữa nay em bán nhí 100 đại 110 luôn. Nhí 100 đại 110 luôn. Mấy bộ này cũng đẹp nè chị Vi Tường. Sọc nè cũng đẹp nè. Lấy bộ hồng luôn đi. Bộ đẹp mà. Comment cho em hồng, thích màu nào comment cho em màu đó. Xay 15 khoảng bé khoảng chừng à. Lấy hồng 23 kg hả chị yêu? Lấy hồng 23 kg phải không? Em còn số 9 à, số 9, em còn số 9 à. Số 9 với 23 kg chắc ok á. Còn màu đen á thì hết rồi, màu đen còn xay 11 à. Em 3 kg mà còn chị, còn còn bộ hồng còn số 9 á. Bộ hồng còn số 9 à, được không? Mạng lúc này kỳ cục quá à. Sao ai mua đồ được ta? Đây, bộ đen này còn số 10 nè. Em để bộ đen số 10 cho chị nha. Nè bộ đen nè, bộ đen xong xanh, bộ đen này giống bữa bộ mới gửi nè. Bộ le á chị. Bộ le á. Lấy bộ hồng nữa phải không? Lấy bộ hồng, lấy chỉ số 9 nha. 9, 10 nó cũng kế bên nhau á.
100 thôi. Cứ chín 100. Bộ xanh chuối này là bộ ống le á chị yêu. Bộ ống le á, để em lên ống le cho. Ống rộng 47 kg hả? Có ống rộng 47 kg có, để em lên cho. Đây, xanh ống le này nè. Đây, em đang cầm là size 14 kg nè. Em đang cầm là size 14-15 kg á. 14-15 kg đây. Bộ này em bán 110-120 nha. 110-120. Cái bộ ống le này là 110-120 cho em. 110-120 cho em nha. Ống le xanh chuối cho em 110-120. Nhí 110 đại 120 cho em. Nhí 110 đại 120 xanh chuối cho em. Bạn không đẹp không lấy tiền mấy chị đâu. 110-120 cho em. Ở đây nó xẻ nè mấy chị, cho nên nó đẹp lắm nha. Đây, xanh chuối 110-120 cho em. Xanh chuối 110-120. Mấy chị mua mấy bộ này mới đáng tiền mấy chị. Đẹp lắm, mặn vô nhất cái đó. 110-120 cho em. Có 47 kg để em lên cho. Em lên 47 kg cho chị yêu. Bộ đen này thì em còn size luôn nè. Cũng le luôn mà nó là đen. Đen le. Đen này em còn size từ 14 kg. Em đang cầm là size 14 kg. Một bộ 14 kg, một bộ 16 kg. Em còn một bộ 14 nhưng bộ 16 nha. Đen này em còn một bộ 14 nhưng bộ 16. Đen này em còn bộ 14 nhưng bộ 16. Quần jean mấy đá ống rộng 47. Quần jean mấy đá hả? Quần jean thì không có. Quần jean ống rộng thì không có. Nhưng mà em có set thì em có. Có nguyên set thì em có. Chứ quần jean thông thì em không có. Đen, đen cho em 110-120. Mà em còn về còn 110. Đen le này em còn 110. Cảm ơn cho em 110 nha. Le đó đẹp, lấy tiền mấy chị đâu, đẹp lắm. Có em có set thì có, chứ em có không có nguyên. Em có set cho em, không có kiểu không có quần rộng 47 kg. Có set thì có. Có nguyên set 47 kg thì có. Nguyên set, mua nguyên set đi, đẹp lắm. Set giống như mấy set chị mua cho bé nhỏ gì đó, nhưng mà này nó set bé lớn. Đây, xếp quần ống rộng mới lớn là em có này nè. Không, có 23 kg thôi chứ không có size to. Đây, cái này nó mới có size to nè. Size 47 kg là size to lắm. Nó lên size cò rồi. Nè, quần này mới có size cò nè, gách nè, thấy không? Nó cũng gách nè. Thấy không? Cái này em đang cầm là khoảng chừng 45 kg á. Em đang cầm này khoảng chừng 45 kg á. Đẹp lắm. Có 201 con xếp thôi. Không đẹp không lấy tiền chị đâu. Đẹp lắm cái xếp này. Trắng cho em. Cồ em cũng ít có nó. Em cũng ít có mẫu á. Quần rách bữa hổng là không có đâu. Quần rách bữa hổng có 40 kg đổ xuống hả? Không có 47. Quần rách hổng có 40 kg đổ xuống thôi chứ không có 47 đâu. Màu trắng nè, màu vàng nè. Cái quần y vậy nhưng mà nó có màu thôi. Cái áo màu trắng với áo màu vàng thôi. Hết cái đó thì lấy cái đó báo em. Lên gì nữa comment cho em lên cho mấy chị yêu dấu.
lên gì nữa mấy chị, lên gì nữa mấy chị yêu của nhà yêu của em. Rồi cặp này, cái này nó đẹp lắm chị Tường Vy, lấy một bộ đi, lấy một bộ cho bé chị đi. Em sao cái bộ đồ này cho mấy chị nè. Em sale bộ đồ hip hop cho mấy chị nè. Bộ này 89.000 phải không? Bữa nay em sale cho mấy chị 69.000. Em giảm 20 giá cho mấy chị, 69.000 cho em. 69.000. 69.000 có size 8 kg. Em có size 8 kg lên tới 8 kg lên tới 20 kg. 69.000. Bộ này không đẹp lấy tiền mấy chị nha. Bộ này không bụi em lấy tiền nha. Trời ơi, bộ thiệt nó bụi mà đẹp coi. Em có size từ số 2 đến số 8 á. Mấy chị quen mua size bên em xuống. Số thì mấy chị comment số, còn không mấy chị cứ comment lên số ký cho em. Em có 8 kg lên tới 20 kg. 8 kg lên tới 20 kg mấy chị. Một cái bộ đồ một nón 69.000. Không có 25 kg chị yêu. Cái này không có 25 lên tới 20 kg hả. Cái bộ này có lên tới 20 kg thôi. Nó không có 25. Tới 20 kg thôi. Mặt ai xếp ngắn 47 kg, cao 1m53. Mặt xếp ngắn hả? Mặt xếp ngắn là sao chị yêu? Là chị sợ nó bị ngắn á hả? Em 1m55 bận còn nó còn dài. Em 1m55 mà bận nó còn xếp tới gót chân của em, không bị ngắn nha. Em 1m55, em bận size 19, cái quần tới gót chân của em. Chị đừng có sợ nó dài. Cái này xưởng nó kêu bán tới 58 kg. Xưởng kêu bán 58 kg mà em bán có 54-55 kg thôi. Em cao 1m55, em bận cái set này size 19 của nó, dài tới gót chân của em. Chị đừng có sợ nó ngắn, không có ngắn. Em bao chị ngắn, không ngắn. Bé 47 kg, 47 kg em lấy cho chị 20 hoặc 21 là không có ngắn đâu. Xếp vàng 20, xếp trắng cũng còn 20 luôn. Chị lấy 20 đi. Em lấy cho chị xếp mà xếp 20, xây 20 thôi. Em bận có xây 19 mà em cao 1m55, nó còn xuống tới chân em, nên không có ngắn. Chị yên tâm nó không có ngắn đâu. Em người lớn mà em bận, em người lớn mà em bận nó còn xuống tới gót chân em mà. Xây 19 thôi đó là em bận xuống tới gót chân em mà, nên chị đừng có sợ bị ngắn, không có ngắn đâu. Chốt cơ mấy chị thích làm chốt cơ thì làm. Lấy màu vàng hay màu trắng chị yêu? Lấy màu vàng hay màu trắng? Chốt cơ có 200 mượn xét thôi, đẹp lắm. Chốt cơ nè, bữa nào mình thích làm chốt cơ mình làm, bữa nào mình thích bận bình thường làm bận nha. Tại cái này nè, nó có rút ra rút vô được nha. Bộ này em bán cho mấy chị có 115.000 thôi, hốt cho mấy chị 115.000 thôi. Xây số 10 cho tới xây số 15 là tương đương từ 25 kg lên tới 40 kg. 25 lên tới 40, 25 cho tới 40. Xây 21, vậy xây 21. À lấy xây 21 hả? Em cũng có xây 21 luôn. Nhưng mà đây em coi còn cái màu nào, lấy màu nào có 21. Em coi màu nào có 21. Em có xanh với hồng. Mấy chị comment cho em đi, 115.000 thôi mấy chị yêu. Mấy chị thích xanh thì comment xanh cho em, thích hồng thì comment hồng cho em. 115.000 thôi. Chạy viền lé nha. Chạy viền lé đây, tại cái này em mua được sale quá mấy chị, chứ không em mua được ngày nhân xưởng của em á, nhân ngày sinh nhật gì á. Nhân ngày sinh nhật gì á, cho nên người ta giảm giá, nên em hút ngay ngày sinh nhật, cho nên có giá giảm thôi nha. Chứ bây giờ giá cũng không có giảm luôn. Giờ giá cũng không giảm luôn nha. Hồng cho em có 115.000 thôi, hồng hoặc xanh cho em. Quang hả?
em coi màu vàng còn size 21 thôi. Màu vàng còn size 20. Màu vàng còn size 20, màu trắng còn size, màu vàng còn size 20, màu trắng còn size 21. Lấy màu nào? Vô dân ra không xem được, kỳ ta. Kỳ hả? Vô dân ra gì chơi kỳ vậy? Chơi kỳ vậy? Màu trắng thì em còn 21, màu vàng thì em còn 20. Mấy chị nhìn nè, size cò bây giờ còn có mẫu, còn có bộ hay bộ chứ nhiêu. Em cũng bán size cò này cũng bán được lắm á. Chị Tường Vy, màu vàng thì size 20, còn màu trắng thì còn size 21. Cho em cho chị lựa chọn đó, nếu lấy màu vàng là lấy size 20, còn màu trắng là lấy size 21 nha. Em bao chị quần không ấy đâu. Em mét 55, em bạn size có 19 thôi mà nó còn cái quần nó còn xới xuống tới gót chân em mà. Ok chị. Em lấy trắng cho chị nha. Ok chị yêu nha, lấy trắng cho chị nè. Em lấy trắng 21 cho chị á. Chốt cơ nữa chị thích thì ủng hộ cho em đi, comment cho em đi. Mấy chị ráng chịu khó đi, mấy chị yêu của em. Ráng chịu khó đi cả nhà yêu dấu của em. Mình biết làm sao không? Tại vì á mạng á đang có đang đi chập chờn á, em xem lại được. Em xem không được luôn á. Chưa mai chị có like nữa không? Chớ em mua không được luôn á. Bạn quậy dùm nha. Chưa mai chị. Chưa mai 11 giờ rưỡi nha. Chưa mai 11 giờ rưỡi. Chưa mai 11 giờ rưỡi. Mình hẹn gặp nhau gạch đích. Chưa 11 giờ rưỡi ngày mai mình gặp nhau gạch đích nha. Đây. Một cái quần màu vàng. Mấy chị nhìn dễ thương không? Cái bộ đồ này không đẹp. Em nói mấy chị. Nghỉ chơi với em đi. Đừng chơi với em nữa. Em nói thiệt luôn á. Mấy chị mà không mua cái bộ này, bà chị em đi bán dạo. Nói đi bán dạo mắc cười. Khách gặp cái bộ đồ này hốt liền. Thiệt luôn, gặp cái bộ đồ này là hốt liền luôn. Cái kiểu nó làm đẹp lắm mấy chị. Em có xe từ 25kg lên tới 40kg nè. Cái bộ này em đang cầm 25kg mã to nè mấy chị. Xịn nè mấy chị. Trời ơi, bộ đồ này không xịn, không lấy tiền mấy chị nha. Trời ơi, mấy chị nhìn nào, quần mặt trước mặt sau nè. Đẹp lắm. Đây. Em bán bộ này có 135.000 mấy chị. Không đẹp, không lấy tiền mấy chị. 135.000 cho em. 135.000 cho em, dễ thương lắm luôn. Thích được comment vàng cho em. Vàng cho em mấy chị. Cái bộ này mấy chị không mua, mấy chị tiếc nói đó. Bộ này là em bán. Em bán nó giá rẻ lắm rồi cho nên em không có, không có giảm giá nữa đâu, nó thiệt. Mẫu quần dài, mẫu quần dài tay ngắn có size nhỏ không? Có size nhỏ chị. Có size nhỏ. Nè, cái này có size nhỏ nè, cái này có size từ 8kg lên tới 32kg luôn nè. 8kg lên tới 32kg là bộ này vải không đẹp, không lấy tiền với chị. 8kg lên tới 32kg. 110, 120 cho em. Đỏ. Đỏ 110, 120 cho em. 110, 120 cho em. Đỏ cho em. 110, 120. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải đẹp nhất đó. Nè, quần dài tay ngắn này chị Trâm Lê. Có xe nhỏ tới nhỏ, từ nhỏ tới lớn luôn nè. Màu đỏ nè. Nhất cái nách luôn á. Đừng có dở 110, 120 thôi, đẹp nha. Cái quần này thì qua bắp chuối mấy chị. Cái quần này thì qua bắp chuối. Cái này em đang cầm là size 13-14kg á, 13kg á. Em đang cầm 13kg. Bộ này 13kg, em có lên tới 55kg. 13 lên tới 55kg.
cái quần qua khỏi bắp chân thôi nha, tới bắp chuối mình đó, chứ không phải là quần dài nha mấy chị. Cái quần này là bận tới bắp chuối mình thôi, chứ không phải là bận quần dài. 12kg lên tới 55kg, cảm ơn cho em. 12 lên tới 55, bà chị mới hút bộ bận rồi đó. Bà chị mới hút bộ bận. Bà mới lấy bộ size 20 bận. Bà 48-50kg, bà lấy size 20 bận á. Cái này còn size tới 22 lận mấy chị. Đây, dễ thương lắm. 120, 130, 140 mấy chị. Vải đẹp nha. Vải thì khỏi chê, bên đồ bên em khỏi chê mấy chị. Bộ này 99.000 nè, bộ này em bán cho mấy chị 99.000. Có size từ 8kg lên tới 20kg nè. 8kg lên tới 20kg 99.000 cho em. Một bộ đồ chất cơ vàng nè, hàng của Sukem 99.000 vàng cho em. Vàng kèm số ký cho em 99.000, vàng kèm số ký 99.000 cho em nha. Từ 8kg lên tới 20kg cho em 99.000. 8kg lên tới 20kg cho em 99.000 vàng cho em. Vàng 99. Vàng cho em 99 cho em. Mẫu này có size từ 25kg mấy chị. Em đang cầm size 25kg, 25 lên tới 40kg. Cái một cái quần màu đó với một cái áo màu da mấy chị, dễ thương không? 25 cho tới 40kg. 125.000 cho em, 125.000. Cái quần để ghi chữ L quê là bị quê mấy chị. 125.000 cho em. 125.000 cho em. Cái bộ này là giờ em còn có một bộ, một duy nhất đó mấy chị. Hình như em còn có một bộ duy nhất mấy chị à. Ê, em còn hai bộ chứ. Mẫu này hình như em còn hai bộ. Để em coi coi. Một bộ size số 10, một bộ size số 11 với một bộ size số 12. Là một bộ 28 với một bộ 30kg. Một bộ 28kg với một bộ 30kg nè. 135.000. Một bộ 28kg với một bộ 30kg. 28kg với 30kg. 135.000. Lá cho em. Quần trước làm bắn tay mấy chị. Đây trước làm bắn tay, sau làm bắn thun. Quần lá màu trắng đó, quần lá màu xanh lá, áo phối màu trắng. Đang cầm có 10. Đang cầm này hả? Đang cầm này không có chị, đang cầm này có xe đại thôi. Đang cầm này có xe đại thôi, nó không có xe nhỏ. Lá cho em, lá này em có xe 28kg lên tới 28 cho tới 30kg. Một cái 28kg, một cái 30kg. Một cái 28, một cái 30. Cầm in cho em lá cho em. Em còn hai bộ, bộ 18, bộ 20. Ủa, bộ 28kg và bộ 30kg. Nói hồi cái nói sẵn sàng hả. Cái bộ này em mới có 14kg nè chiêu. Chị Trâm Lê. Quay chóng mặt dữ lắm hả? Sao kỳ vậy ta? Sao quay đâu mà quay dữ rồi à? Vậy hả? Chết luôn rồi. Quay kiểu này rồi bán buôn gì? Quay kiểu này bán buôn gì mấy chị? Quay kiểu này bán buôn gì nữa mấy chị? Mạng không coi được gì. Đó, đánh lông. Sao kỳ vậy trời. Vậy sao bán? Đây cái mẫu này em đang bán 69.000 nè. Em đang sale mấy chị 69.000 nè. Em có sale 8kg lên tới 20kg nè. Không, cái bộ này chắc sale nhỏ cho em bán 8kg lên tới 18kg thôi. 8kg lên tới 18kg nè. Em đang sale mấy chị 69.000 nè. Một cái quần dài, một cái áo nè. 69.000 nè. Cảm ơn cho em 69, kèm số ký cho em đây, 69. Bạn không coi được gì luôn. Thôi. Về bán buôn được gì mấy chị, 69 ngàn, cảm ơn 69 cho em.
Dento là những mẫu có size 14kg cho chị này Trâm Lê. Đây màu vàng này có size 14kg nè. 99.000 cho em. 99.000. Cờ Minh và cờ Minh 99 kèm số ký cho em. Có size 14kg đó. Mấy mẫu tay tay ngắn nha. Tay ngắn quần dài á. 110, 120. Cái này em có nhí đại luôn. Em có size từ 8kg lên tới 30kg, 32kg luôn á. Nhí đại luôn. 110, 120. 110, 120. Đây, cái này 120, 130, 140 cho em. Nói có những mẫu có tay ngắn có size 14kg đó mấy chị. Rồi, comment cho em đi. Mấy chị không coi được gì luôn hả? Kỳ vậy. Không kỳ vậy ta. Mạng bị gì vậy ta? Mạng nó bị gì mấy chị? Nói em nghe mấy chị. Mạng bị gì mà không coi được luôn hả? Hình như chắc buổi trưa chắc dễ coi hơn mấy chị ha. Chắc buổi trưa em nghĩ dễ coi hơn á. Em thấy chắc buổi trưa dễ coi hơn sao á. Thôi vậy thôi, giờ em tắt like đi, ngày mai hẹn ngày mai trưa mai mình xem đi mấy chị ơi. Bữa nay nghỉ sớm đi coi, mạng không coi được rồi sao bán. Mạng không coi được cũng khó bán lắm. Thôi ngày mai trưa mai đi. Em thấy buổi trưa like buổi trưa như thấy ok hơn á. Hay giờ em tắt xong rồi em thoát ra xong em quay chỉ vô lại. Để em thoát xong rồi mấy chị vô lại giúp em ha. Để em thoát ra xong rồi mấy chị vô lại liền giúp em ha. Mạng nhiều khi phải vậy á, đem thoát.